Được 3 hôm sau em thôi chích tháng lương đầu tiên ra sắm cái sợ mắt luôn. Quyết tâm giữ chưa? Em mới tải Zalo về đăng ký tài khoản, nửa tiếng đồng hồ lấy một cái ảnh đẹp lung linh lồng lộn của mình lên làm avatar. Sau đó bật chưa rất tiền qua đây. Cái này em nói suy nghĩ em trước, cái này em cũng bản thân em cũng chưa hỏi luôn. Lúc đó em rủ vào thì vợ em mới vào xem thì coi là này là nào mà sao nó nói chuyện ca chớn vậy. Đúng không? Được trai mà ảnh trắng lắm. Trắng luôn, không có trắng tôi gì. Trắng hả? Giờ là đỏ rồi chị. Ủa mà Tùng làm trong bếp mà sao mà trắng không? Dạ không anh. Dạ em trắng lắm. Hồi đó em đi học cấp 3, từ cấp 3 đổ về trước em nói thiệt là con gái không có cửa cắn em. Ôi ơi, thế là cô dâu nhìn rất là xinh ấy. Cảm giác như khuôn mặt nó toát lên một cái niềm vui khó tả lắm anh. Xin chào anh Quốc Thuận. Xin chào chị Thanh Vân. Xin chào toàn thể cán bộ chiến sĩ và ekip làm việc trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Lê Quốc Tùng, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại hội 20 chính sát. Rồi xin mời em. Dạ em chào anh Quốc Thịnh, chị Thanh Vân. Em tên là Lê Thị Trâm, năm nay em 27 tuổi, hiện tại là em đang làm việc và sinh sống tại Tây Ninh luôn ạ. Em làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Thôi giờ mình hỏi cái giai đoạn đầu đi em. Vâng. Chắc là hai bạn quen nhau lâu rồi đúng không? Em quen nhau từ hồi em mới ra trường là cách đâu 6 năm rồi. Sự lúc đó vợ em chỉ là nạn nhân thôi. Năm 2017 khi em ra trường với một cái khí thế hừng hực của một người thanh niên đeo quân hàm sĩ quan trên vai thì em quyết tâm là không sử dụng smartphone để tập trung vào công việc. Nhưng mà em về đơn vị mới, nhà em lại trước đó là Vũng Tàu, thì lên trên Tây Ninh để công tác thì nó xa gia đình cũng nhiều cái buồn. Đêm về sau khi giờ ngủ nghỉ bộ đội thì mình về phòng cảm giác nó trống vắng, cho nên là được 3 hôm sau em thôi chích tháng lương đầu tiên ra sắm cái smartphone. Quyết tâm giữ chưa? Quyết tâm giữ chưa? Em mới tải Zalo về đăng ký tài khoản, nửa tiếng đồng hồ lấy một cái ảnh đẹp lung linh lồng lộn của mình lên làm avatar. Sau đó bật chưa quét tiền qua đây. Thì lúc đó là vô tình em cũng kết bạn với nhiều bạn gái lắm, nhưng mà sau khi đặt điện thoại xuống khoảng tầm 5 phút thì thấy nghe cái tiếng tinh đấy. Em bật lên là em thấy vợ em đồng ý kết bạn. Đầu tiên em không nói gì cả, em đặt lên em coi hình. Mà lúc đó ấn tượng đầu tiên khi em coi hình của vợ em trên đấy là nhìn rất là ngố. Với cặp mắt kính to đùng như thế này. Thật sự luôn là vợ em chụp ảnh không ăn ảnh, mắc cười lắm. Em mới nhắn tin cái câu đầu tiên khi em nhắn, tại vì lúc đó khuya là 11 giờ rưỡi đêm rồi. Giờ này con không đi ngủ đi, sao thức khuya vậy? Thôi. Nói này là khẩu lệnh nữa. Dạ. Lúc đó là em với vợ em cũng giống như kiểu cự lộn với nhau vậy. Trời đất ơi, cái phút đầu tiên mà coi như là nói chuyện như chữ lộn. Không, chứ bà vợ nói sao? Đêm đó là em thức hơi khuya, tại cũng vừa mới chia tay bạn trai được cách 2-3 tháng gì đó. Lên cài phim, cái thấy ảnh nhắn tin đến á, ảnh bảo là sao giờ này không chịu ngủ đi. Em nói trời ơi, cha nào vô duyên dữ vậy trời. Xong cái hai đứa nấu qua lấy lợi, xong cái từ gây lộn cái thấy ảnh tâm sự về công việc, em tâm sự về việc học tập của em, cái hai người cũng hợp. Rồi khoảng 5 đến 10 ngày sau thì ảnh có hẹn em vô C5. Lúc đó là em dù dỗ vào đơn vị chơi. Khi mới đón vào á, bả đeo khẩu trang kín mít à, chùm kín mít luôn, vô tới đơn vị mới tháo ra. Trời, em bật ngửa rồi. Trời ơi, xinh dữ vậy. Cũng đẹp bé dữ rồi. Đẹp bé dữ rồi. Xong rồi từ cái lúc đó, em nói thiệt, lúc em nhắn tin là em rất dạ miệng, em không có e dè gì cả. Nhưng mà đến khi hai đứa vô ngồi với nhau cứ bấm ngón tay, không biết nói gì nữa, lấy điện thoại ra bấm. Nhưng lúc đó là gặp nhau là đúng hình luôn. Dạ, bị khớp. Xong từ ngày hôm đó là em bắt đầu thay đổi thái độ. Em quyết tâm là tấn công. Cái điều gì mà khiến mà em lại nghe lời ảnh và em vào trong đó gặp anh? Cái này em nói suy nghĩ em trước, cái này em cũng bản thân em cũng chưa hỏi luôn. Lúc đó em rủ vào thì vợ em mới vào xem thế coi là này là nào mà sao nó nói chuyện ca chớn vậy. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Hay là ta cũng được. Lúc đó là kiểu như ảnh giống như là một người anh mà ảnh ra lệnh mình này, khi mà từ nào giờ chưa có ai mà làm quen mà ra lệnh kiểu đó với em hết á. Dạ. Nên em muốn xem ảnh sao thì cái ấn tượng của em khi mà lần đầu tiên gặp ảnh á, cũng được trai mà ảnh trắng lắm. Trắng luôn, không có cái nhiều. Trắng tôi gì trắng hả? Giờ, giờ là đỏ rồi chị. Ủa mà Tùng làm trong bếp hay sao mà trắng không? Dạ không anh. Dạ em trắng lắm. Hồi đó em đi học cấp 3, từ cấp 3 đổ về trước, em nói thiệt là con gái không có cửa cắn em. Ôi ôi. Nhưng mà từ khi vào đơn vị là thường xuyên
học tập công tác ở ngoài nắng thì nó đen da đi thôi. Nhưng mà khi em mới ra trường thì ở quân khu các thủ trưởng cũng tạo điều kiện cho nghỉ 2 tháng ở nhà. Thì 2 tháng đó em chỉ ở nhà không? Thì em nhả nắng rất là nhanh. Lại trắng em, lại. Em chỉ cần 2 tuần thôi là nó trắng trở lại. Thêm cái nữa là thấy rất là ấn tượng cái dáng đi của ảnh như người mẫu vậy á. Dạ. Đi thì thẳng, ngực cong, mông cũng cong luôn. Em muốn coi Tùng đi không? Có có. Thôi bây giờ đứng lên đâu. Đừng có nghiêm nghe. Đi bình thường, đứng đi đi. Này ổng gồng rồi. Gồng rồi. Ổng giống như hồi đó. Đi không? Đi hai chân mình chéo chéo nữa. Trời ơi. Như vậy là cảm giác như là bạn này hơi hơi háo sắc nha. Từ nãy giờ toàn khen chồng là rất là đẹp trai, đi như người mẫu, rồi trắng. Không, cả hai đứa nó háo sắc hết luôn. Như nhau luôn. Rồi thì rồi sau đó bao nhiêu lâu sau thì Tùng chính thức tỏ tình? Chưa. Sau đó là em mới rủ bà đi núi Bà, có lên cái động Kim Quang. Rồi đây sao? Đây bí mật em giấu, đó giờ cứ hỏi em hoài là em lấy ông Khánh cái gì. Thì hôm nay là trước chương trình em có nói thật luôn, lên động Kim Quang em mới khấn là em tán được bả. Mà công nhận là thiên thật. Nhưng mà có một cái kỷ niệm vui trước khi đi núi Bà này mà tới giờ em nghĩ là em vẫn còn ngại. Đó là bạn bè cùng khóa với nhau có mời nhau ra ngoài thì cứ uống được 2-3 lon bia, em uống không được nhiều. Về cũng có ngà say tỷ nửa đêm em lại nhắn tin em thích bả. Giật mình lại thấy vô duyên quá, em lại thu hồi lại. Bà cũng có xem được rồi. Mà giả lơ. Bà cũng có xem được rồi. Mà giả lơ. Sáng em mới hỏi là tối qua có thấy tin nhắn không thì lại kêu là không. Dạ thì anh nhắn là anh yêu em có thể là bạn gái của anh không? Nhưng mà lúc đó em ngại á, em thấy nó hiện trên cái điện thoại nhưng mà em không có mở vô xem. Cái ngày sinh nhật là ngày 20 tháng 12. Hôm đó em biết sinh nhật, em không có hỏi, nhưng mà em tự tìm hiểu. Ngay cái đêm hôm 20 đó thì vô tình là đơn vị em là bị chập đường điện, hư điện. Em dự định là đi ra từ buổi chiều rồi lúc em nhắn tin là em cũng không nói là gặp nhau để làm gì, mà em chỉ nói là nhắn tin ra coi công viên Thắng Lợi. Em mới tỏ tình, em bảo là thích em, đồng ý làm bạn gái anh nha. Thì bảo mới gật đầu cái rập. Dạ, tại lúc đó là em thấy sự chân thành của ảnh á. Tại vì lúc đó là em đang đi học môn học, cái đang học với bạn. Bữa đó bài cũng quan trọng lắm, cái tự nhiên anh điện đến. Anh bảo là em đang làm như vậy, ra gặp với anh xíu. Cái em bảo là em đang học, mới ra được. Anh nói trời ơi, ảnh sinh ra được khoảng có 15-20 phút à, không có lâu được. Ảnh đạp xe đạp từ ở Sư Năm á, chạy ra tới công viên. Đang chờ em. Em nghe đạp xe đạp từ ở Sư Năm ra tới đó. Tại vì thấy siêu lắm. Thôi em trốn học luôn. Thôi em chạy ra thì thấy ảnh đang để chiếc xe đạp kế bên. Rồi ảnh ngồi, ảnh dở bánh kem ra trước, đốt sẵn cái chờ em lại, anh chúc mừng sinh nhật. Ủa cái hình ảnh, thật sự em thấy cái hình ảnh đó. Hình ảnh rất đẹp em. Đúng, đúng. Vô luôn đi, vô phần sau luôn đi. Thế bây giờ lấy nhau rồi mới phát hiện là như nào nào? Em về nhà thì nhiều khi em hay làm cái vườn này kia đằng trước. Xong cái khát nước cái lội cái chân vô trong nhà. Xong ba quay ra bả chửi. Em nói ở nhà là lâu nhà đâu 80 lần. Là vợ em là rất kỹ. Dạ, kỹ cái nền, mỗi cái nền nhà thôi, còn ở trên là... Có nghĩa là chỉ quan tâm và kỹ càng với cái nền nhà thôi. Dạ đúng rồi. Rồi rồi cái gì nữa nè? Cái gì không vừa lòng là lầu bầu chửi. Đó. Còn gì nữa không? Hay quên. Hay quên. Ví dụ một câu chuyện gì hay quên. Ví dụ như anh hỏi tất cả mọi cái liên quan đến kỷ niệm chắc không kể được đâu. Lần đầu hai hôn nhau là đó. Dạ cái đó thì không quên được, đó là kỷ niệm. Ở đâu bật mí đi. Em mới nhắc hồi nãy luôn á. Dạ ở trong Sinh Năm. Gan nha. Ồ nó nghe nè, cái lần đầu tiên là bấm xong là hôn luôn hả? Dạ không, chắc cũng phải cả tháng sau. Là vô lần thứ mấy? Vô lần đó là lần thứ 7. Rồi bây giờ mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì đây? Chồng em thì ảnh hơi nóng tính một xíu. Ảnh về thì kiểu như trong quân đội á, công việc ảnh làm phải xong á, nên nhiều khi cái thời gian nghỉ ngơi nó không có nhiều, không ngủ nhiều. Nên về nhà ảnh ngủ rất là nhiều. Nên em cũng mong muốn là ảnh bớt nóng lại trong mọi tình huống công việc hoặc là trong gia đình. Em mong sau này có thời gian nhiều hơn. Tại vì ảnh làm thì nhiều khi trực chiến không được về. Một tuần thì về khi có 2 lần hoặc 1 lần. Nên cũng không có thời gian chơi với con ở nhà. Có một lần là ảnh
ru bé ngủ á, đưa cho bé ngủ á, bé ngủ ở trên, ảnh thì nằm ở dưới, xong bé nó tè lên người cũng không biết luôn. Cái mệt quá. Thôi con cùng ngủ. Dạ xong. Không, bé chưa ngủ em ngủ rồi. Vậy đó, cái tật xấu của ổng là cái gì? Ngủ nhiều. À, con tè lên người không biết. Con tè lên người không biết luôn. Ừ. Xong rồi con lại kêu ba 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 cũng không hay luôn. Không hay luôn. Thế bây giờ nãy anh quên hỏi là mong từng, muốn từng của có em. Từng. Mong muốn gì không? Đối với em thì vợ em nếu mà thay đổi em không quen. À. Tức là yêu đến mức mà không có nhu cầu thay đổi luôn đúng không em? Đối với em thì nhiêu đó là đủ rồi. Rồi thì bây giờ đứng lên ôm vợ một cái để thể hiện tình cảm như nào. Đấy. Thì, cảm ơn em trong thời gian qua đã dành tất cả mọi cái tình cảm cao nhất, những tình cảm thiêng liêng nhất là dành cho anh. Đáng yêu quá. Thôi chúc cho hai vợ chồng luôn cứ nắm chặt tay nhau đi như thế này, cùng nhau chia sẻ với nhau những cái khó khăn. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, rồi gia đình rất hạnh phúc. Chào Ngọc Quốc, năm nay em 25 tuổi. Em là nhân viên ngân hàng. Nhân viên gì? Dạ ngân hàng. Ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Nghe tưởng nhân viên hạt. Dạ hạt é. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và ban giám khảo. Dạ khán giả. Em tên là Trương Mẫn Nghi, hiện nay em 22 tuổi. Em đang ở nhà chăm sóc con. Em bé được mấy tháng rồi kìa? Dạ hiện giờ là được 4 tháng rưỡi rồi. Ủa hai em mà lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau cách đây khoảng được 1 năm rưỡi rồi chị. Năm rưỡi. Anh hỏi em xem em nói chị. Buồn với em kêu em bằng chị hả? Anh nói đùa thôi. Dạ. Chứ làm tụi em cưới nhau là có con liền. Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe đi, hai vợ chồng gặp nhau như thế nào? Em với chồng em gặp nhau ở quán trà sữa, quen qua một nhóm bạn thì sao em? Tiếp rồi. Dạ thì mới đầu gặp chắc thì tụi em cũng không có ấn tượng gì nhau. Tại vì thứ nhất á, cái tiêu chí bạn gái của em á, trắng, dễ thương, ngoan hiền. Có trắng, có dễ thương, có hiền nè. Dạ, với lại cái tiêu chí quan trọng nhất là bán kính không quá nhà em 100m. À, thích cô dạ. Hàng xóm. Không phải, em thích gần nhà mình, nhưng đi lại cho nó dễ. À, để rước dâu thôi dạ. Chứ không có tốn xăng. Đúng không? Dạ, thì lúc đó thì vợ em thì cũng da ngâm ngâm, người cũng hơi bé bé một xíu. Nói chung là không có không trong tiêu chí của mình nên mình cũng không để gì hết. Không trong tiêu chí? Ủa? Nhà thì xa à? Dạ, thì nhà thì cũng hơi xa. Ủa nhưng mà là Nghi là chắc có lẽ là sinh xong nên là thay da đổi thịt hay sao đúng không? Rồi hồi trước ảnh hay nói với em câu hả? Ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới đẹp. Trời ơi. Hồi nãy định nói câu đó rồi đó. Dạ mới đầu không yêu thì nói là không thích mà khi yêu rồi thì lại nói cái câu đó để biện hộ. Còn cái ấn tượng của em về ông xã em lúc đó thì như thế nào? Dạ ấn tượng của em á là thấy anh này nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, hay làm trò cười cho mọi người. Với lại thấy nói chuyện mà kiểu mà nhây nhây á. Em thích mấy người mà nhây nhây gì? Nhây. Ồ, cái gu lạ ha. Nhưng mà tôi cũng nhây lắm nè, nhưng mà là ai cũng ghét chứ. Dạ nên nói chung là em cũng có để ý chồng em. Nhưng mà tại vì thấy ngoại hình thì nhỏ con quá, em thấy có vẻ không hợp với em. Em thì to con nên em không có để ý gì mấy. Thế là thấy thích thích vậy thôi. Dạ đúng rồi. Chồng là thấy không phù hợp tiêu chí. Dạ đúng rồi. Vậy thì cuối cùng ai là người thích ai trước? Là chồng em để ý em với lại tấn công em trước. Lý do? Tụi em cũng đi uống trà sữa với nhau mấy lần. Em thấy vợ em nói chuyện cũng vui vẻ, hoạt bát. Thì mình có nói chung là cũng mến mến thôi. Cái lúc đó mình đang alone. Ế đúng rồi. Thì mình muốn là cũng xin số điện thoại rồi mình nhắn tin thử mình nói chuyện coi sao. Khoảng 1 tháng á thì em thấy cũng thích thích. Sao mà anh nhắn tin đó là hả, qua một thời gian anh nói chuyện thấy em cũng hợp tính anh, với lại hai tụi mình cũng chưa có người yêu á, nên thôi giờ anh mạn phép xin em về đội của anh nha. Trời ơi. Cái gì vậy hay đáng yêu. Về đội dạ. Anh dạ. Về đội. Dạ lúc đó tại tụi em hay coi chương trình The Boy á, cái con bị nhiễm cái từ về đội. Dạ đúng rồi. Tôi lại nghe tưởng về đội đá banh. Vậy là lúc đó là em vẫn còn. Lúc đó em đang học quản lý nhà hàng khách sạn á. Rồi tại sao lại phải cưới sớm như vậy? Thì tụi em thấy tìm hiểu cũng nhiều, với lại nhà em thì cũng neo đơn á. Một mình em với mẹ em thôi. Em có muốn hợp thức hóa, giống như cưới về rồi sinh con đẻ cái cho nhà nó vui cửa, vui nhà vui cửa. Nhà vui cửa. Dạ. Dạ. Mẹ có vui không? Mẹ có đồng ý. Dạ, giờ mẹ thì đồng ý, vui. Tại vì mẹ em thấy tính tình em thì tốt, với lại nói chung là chịu khó lắng nghe. Nãy em nói là hợp thức hóa. Dạ hợp thức hóa. Hợp thức hóa chuyện gì? Hợp thức hóa chuyện cưới sinh. Chắc không? Hay là hợp thức hóa chuyện kia? Không, là chuyện này. Thử nó hợp thức hóa chuyện ông bác sĩ. Thôi, tại hai dạ, để yêu. Tại vì nhà em với ảnh thì cũng xa nhau quá mà quen nhau thời gian 2 năm mà đi lại chắc tiền xăng hơi nhiều rồi. Đủ mua. Nhà em thì có đồng ý luôn không?
Dạ có, em cũng vừa tốt nghiệp á thì gia đình em cũng đồng ý luôn. Dạ. Như vậy là anh hỏi nè. Dạ. Em lấy vợ, vợ còn rất là thiên liêng. Dạ. À, vậy thì về nhà có hành em theo kiểu mà trẻ con mà hành người lớn. Dạ đó là điều tất nhiên rồi. Dạ em á thì ở nhà cũng được cưng chiều á, không biết nấu ăn, nói chung là không biết gì hết. Vậy em biết làm không? Dạ thì em cũng biết chút chút. Nên lúc về thì dạ em nói chung là tính nít thì cũng nhõng nhẽo rồi vậy đó, cũng ngủ nướng vậy á, thì em cũng về mình khuyên bảo rồi mình chỉ về dạy em làm từ việc nhà rồi nấu ăn. Thì không, em chỉ là mẹ em chỉ. Dạ em chỉ. Đúng rồi, anh chỉ á chị. Giỏi vậy, ông cũng hơn người ta có 3 tuổi cũng con nít chứ bộ. À. Dạ nhưng mà em thấy ảnh 25 tuổi mà em tưởng ảnh ba mấy 40 tuổi thôi. Giỏi cái gì cũng biết á chị. À. Dạ, em biết nấu ăn là nhờ ảnh chỉ em. À. Mà em học ở đâu? Dạ thì em cũng học từ mẹ em, tại vì nhà em cũng có hai mẹ con á nên em được. Là bạn này thương mẹ lắm là đúng không? Dạ. Rồi hai bạn về ở chung với nhau vậy thì có thật xấu gì không? Hiện tại bây giờ là em thấy nhiều lúc anh cũng yêu thương em nhưng mà có sự hơi vô tâm xíu. Giống như là em đang mang bầu á, tối ngủ mình hay bị chuột rút á, xong rồi hả em cứ dậy dậy kéo chân cho em, ổng ngồi dậy xong rồi hả cầm chân của em xong nằm xuống ngủ tiếp. Xong rồi lúc đó em cũng tức dễ sợ, em cứ anh cái ngồi ngủ khò luôn, không quan tâm em luôn. Sáng dậy em hỏi ủa anh hôm qua em bị chuột rút á anh có biết không? Không kiểu anh như hiểu, bị mộng du. Anh hiểu cái cảm giác đó, anh hiểu. Dạ em bị cái thật là ngủ là mình không biết gì hết á. À, có nghĩa là hơi vô tâm xíu. Còn gì nữa không? Mê coi đá banh đúng chị. Khuya em dậy em đi vệ sinh, em không thấy ảnh đâu hết á. Em suy nghĩ trong đầu á, rồi chắc xuống dưới nhắn tin với con nào rồi. À. Rình đi xuống mà đi nhẹ nhàng lắm nha. Mà ai về đi xuống dưới hả? Tivi thì mở, tay chân hả phe đó trơn, ngủ ngáy khò vậy á. À coi đá banh ngủ luôn hả? Dạ ngủ luôn, bỏ em ngủ mình, bởi vì em ghét lắm. Ngủ mình mà gặp em sợ, em buồn nữa. Với lại lúc đó là có em bé chưa? Từ lúc chưa có em bé tới có em bé lúc nào anh cũng là trốn. Bây giờ là... còn không? Bây dạ giờ còn. Mỗi lần mà trốn xuống dưới mà em không thấy là em cứ suy nghĩ trong đầu là chồng em chắc là nhắn tin với ai. Rồi còn em, tật dạ. Xấu của vợ em là gì? Dạ vợ em thì có tính trẻ con, hay nhõng nhẽo, với lại cũng nóng tính lắm. Giống như một vấn đề mà giống mình chưa suy xét kỹ á thì hay quạo rồi này kia, xong rồi lúc mà suy nghĩ được rồi á thì mới bắt đầu ngồi phân tích ra rồi xin lỗi lại. Bây giờ cháu coi như vợ chồng thì còn trẻ quá mà hai chồng đang ở cái giai đoạn mà là sung mãn sung sức vậy đó. Dạ. Có con liền rồi nó ngưng luôn tới giờ luôn hả? À, thì em ngưng luôn. Ngưng luôn rồi dạ. Như vậy là em chịu được hả? Dạ, dạ thì mình nghe lời khuyên bác sĩ là sau khi sinh thì phải để cho người phụ nữ khoảng 6 tháng ta hồi phục. Em có cảm thấy ức chế không? Có khi vì nguyên nhân đó mà em hay trốn vợ xuống dưới phòng khách không? Dạ không, vì thì em thì không có cái đó. Chủ yếu xuống ở dưới là coi đá banh với là coi phim để mình dễ ngủ. Nó còn cũng hơi khó ngủ á. Bộ em nằm ở trên em ôm vợ em ngủ không được à? Hay sao? Em mới tập em là phải coi tivi á cho nó giống sáng sáng vậy. Em ngủ. Phải mượn cảm dạ. Anh nói ảo để dạ, cho rồi. Em dễ ngủ. Dạ đúng rồi. Đeo cái phone vô đó có cái tiếng tivi nó xè xè. Sự thật là vậy luôn. Dạ đúng rồi. Không có một bức xúc gì luôn. Dạ đúng rồi. Thế thì bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em muốn ảnh đó là bớt vô tâm, cùng chia sẻ công việc với em, với lại thương yêu gia đình nhiều hơn. Chị còn em muốn về em là bớt nóng tính, biết suy nghĩ. Ủa vậy là đó vậy mà không biết suy nghĩ hả? Dạ không phải, em suy nghĩ theo kiểu mà vô tư thoáng á, còn đơn chồng giản. Em á thì cái gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ vô chi tiết này nọ. Tức là em đơn giản hơn. Còn chồng dạ. Em thì muốn mọi thứ nó phải chỉnh chu, nó phải dạ. Trước sau, nó dạ, phải logic. Dạ đúng rồi. Tất cả mọi thứ đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Là... Em biết sao, chị nghĩ là em không cần đòi hỏi thì đến một lúc nào đó theo thời gian và theo cái hoàn cảnh á, vợ dạ. Em cũng sẽ làm được cái điều đó. Bởi dạ. Vì vợ em còn nhỏ quá mà, chị nhớ năm chị 22 tuổi á, chị vẫn còn là một cái người con gái chưa có gia đình, vô tư lắm. Thực dạ. Sự chả có nghĩ dạ, ngợi gì nhiều đâu. Đó, còn bây giờ vợ em lại gánh trên vai là một cái trách nhiệm quá lớn, làm mẹ, dạ. Làm vợ mà dạ. Sống với gia đình chồng nữa, dạ, đúng rồi. Rồi phải nuôi con nữa. Cho nên rằng là em cứ để cho vợ em có một thời gian để vợ em tự bồi đắp cái bản thân của mình, dạ. Bồi đắp cái suy nghĩ của mình. Dạ. Còn ngay thời điểm này thì phải tạo mọi điều kiện để vợ em có sức khỏe, có một cái sự vui vẻ ở trong đầu óc, trong người. Để có thể nuôi con được tốt nhất, dạ. Chị nghĩ là như vậy. Dạ. Còn về phía em thì chị nghĩ là bắt đầu từ hôm nay đi, bỏ cái vụ mà xuống dưới coi tivi đi. Dạ. Giờ 4 tháng rưỡi rồi, dạ. Sắp đến cái ngưỡng mà bác sĩ cho phép rồi. Dạ, 6 tháng. Đó, sắp đến cái ngưỡng đó thì nên dạ. Chăm sóc vợ, dạ. Âu yếm vợ, an ủi dạ. Vợ. Dạ. Để cho vợ em cảm thấy ấm áp nha. Rồi, dạ. Dạ. Và thực hiện. Dạ. Thôi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn. Hồng Vân, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Ừ, chào Trung. Dạ. Trung đang làm cái gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Ừ. Dạ. Trung đang là ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không?
Dạ gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy dạ. Hả? À. Có phường 11 của cô không? Dạ con ở phường 4. Có qua sân khấu phường... có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có, tại hội nghị này kia là qua bệnh không hết. Rồi, thôi mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính? Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là... Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm. Chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó con. Là cái trường Home In Kids. Bây giờ nhưng mà rồi con. Nghỉ rồi. Dạ hả? Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Vậy hả? Ừ. Ê, rồi, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường, đó, ở quận. Cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau, đúng không? Dạ. Đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm, trúng đà luôn. Trúng đậm đà luôn. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, thời điểm đó là đang là mùa hè xanh. Dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì nói chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Gái. Em gái quen em quen của biết vợ. Thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới nói chung cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời. Tức là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Không con, thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Mà nhỏ quá hả? Từ nhỏ con nhỏ quá đúng không? Hồi bây giờ là mập đó chứ. Chứ sao thời điểm đó con ốm. Mà lúc đó em nhiêu tuổi? Thiếu nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ, mới có 20 tuổi à. 20 tuổi thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn tam tử ta thiếu mà nhi. Ổng làm như là ổng lớn lắm. Không vậy phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm, ổng cao to nữa. Ơi, lúc đó em có 42 kg à. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 kg mà ổng chồng xíu xíu. Ổng chồng lúc đó mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30 cm nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhiều. Vậy đó hả? Rồi. Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường à. Chưa, cái ngày đó là chưa có ấn tượng. Chưa ấn tượng gì hết. Đó. Nói chung là hai bạn, bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi. Thấy không? Là đây chú dẫn đi chơi, đúng không? Còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là đang đi. Cũng lâu quá. Chà chị ơi con. 2 tuần lễ luôn. Trời, 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi. Mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi, thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa xanh mình thấy cũng thích rồi, thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì chương trình gì. Rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu. Thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ. Xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo xong rồi tối anh cũng lên
anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử rồi sao, thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con. Anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập nó giống như là người nó nắp trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng. Tức là ngộ ha, con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu. Đó. Sao lạ lùng vậy? Ủa trời? Nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? Thời điểm nó tóc dài. Ờ. Mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích thích rồi? Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi chơi với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Vuốt kiểu kỳ lắm. Còn kiểu bạn trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, dạ. Điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Thì có. Xuyên. Cái dòng mà chị nói em nghe, cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người. Rần rần nóng lên là lý do đó. Thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là? Em không có tóc. Lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái đi bước chơi riêng, đi chơi riêng, rồi đi gia đình có... đi coi phim đồ này kia, rồi có ra mắt gia đình không, mà gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi, rồi tại sao chú là hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không? Có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà, thì rủ về nhà chơi, thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi. Em cũng đi luôn thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Là ở nhà của em. Dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính, thấy không? Thiên thời địa lợi. Đó, đúng không? Dạ. Là chỉ là nụ hôn thôi đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó điện. Nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngộ lần đầu tiên nữa. Bởi vậy. Rồi sao? Nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi lúc đó hung là hung ngồi không? Hay đứng? Tại đứng là... Đứng đâu đứng đâu? Đứng là bị khòm xuống chết đúng không? Rồi sao nè? Rồi sau đó thì là... Nói chung là bên gia đình có biết... Bên gia đình của em á, biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy đó. Nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là ruột để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà nó có khá không mà được quen. Rồi mới quen người nào phải có vật chất sau này mày mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba mẹ. Rồi sao? Rồi từ lúc đó con biết điều đó không? Từ lúc đó là con cũng chung là bên gia đình vợ á thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học thì bản thân cũng nói là để cho em đi học. Thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Thì đúng rồi. Rồi sao? Và em rồi sao? Rồi cái con cũng làm liều luôn. Quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy. Con cũng bỏ đi. Con bỏ nhà. Bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đi đứa đâu? Là đúng rồi đó, đi đâu? Rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu? Mà em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về?
Thì cái xong lúc đó tự nhiên cảm thấy anh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng rồi hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ, nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó con đi làm vừa đi học nữa, thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó, rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm, rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới hai lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con. Con không đi, không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ, và đã vậy bên gia đình, bên bạn này lại không thích em nữa, thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Cái công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định. Tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia. Cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại, nên cũng có hiểu lầm. Nên bản thân thì cũng cố gắng, nên em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi, là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có, thời điểm đó là tháng 5, là lúc đó thời điểm tháng 5 thì đi tới tháng 5, tại gần Tết nữa thì em ăn Tết, rồi sau đó qua tới tháng 5. Thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có đó. Mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói lòng được, đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là rồi. Nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Là lúc thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý nhưng mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em bị bệnh. Con bị bệnh, bệnh gì? Dạ, bao tử. Bị da dày. Rồi sao? Dạ, nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nói là phổi có vấn đề nên mới kêu là thôi điều trị phổi trước rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Thì trong cái thời gian đó là điều trị phổi á, thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 là 2013 là đang ở nhà, nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi thì tự nhiên nghe tiếng tắc nghe là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Bị thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tách luôn hả?
Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe dạ, luôn đó, con tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết cái cơn rồi ảnh ảnh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy Đính?" Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang dạ. Điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi dạ. Là đang điều trị. Đang bác điều trị phổi mà chưa sĩ... kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. À. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi đau tử đó. Mổ. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó mổ nó bể luôn. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô trong là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ. 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà mổ á 50 với 50. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi. Trời ơi, mà lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có. Có chứ, phải giải phẫu chứ. Dạ. Tại mổ vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cái thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như là nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương nó như là nó tức á rồi cái. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc không... mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi hết. Vô là biết dạ, hết luôn. Là biết hết. Ừ. Lúc đó là em đi theo chồng nha. Dạ đúng rồi. Thôi em cái giấy mà cái em sợ. 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện. Coi như trông chờ và giống như nghĩ là phép màu. Ừ. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày kết quả? Sau. Qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra. Còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên. Càng lo nữa. Dạ đúng rồi. Cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc chưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Ừ. Mà cho vô thăm á, trời thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người á. Rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Ừ. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Ừ, đúng rồi. Không bà nội. Ở với bà nội. Rồi xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Trời ơi. Rồi dạ. lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà. Vợ vô là có cảm nhận được không? Dạ có, là biết hết. Ừ. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua dạ. khỏi cái căn bệnh này. Bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Dạ. Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Dạ, sức okay khỏe hết. Bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ dạ. nói sao? Dạ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, thế xong cái bao tử là coi như là renew lại hết giá rồi đó. Giá là sao? Là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại dạ đúng hả? Rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh á. Ừ. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, bây sau này từ từ mới ăn cũng... Ừ. Cái tướng này mà đâu có ăn ít được. Rồi sau đó, rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Dạ khoảng 3 năm. 3 năm trời? Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Dạ, kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Dạ. Anh thấy giờ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ 2 đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1 tuổi rưỡi là ổng dạ. đi dính cái biến cố dạ. đúng không? Dạ. Ừ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Tại vì trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh điếu, không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Đứa nhì.
Trời ơi, kế hoạch của hai chồng súng đạn nó bể tốt cái quạch luôn đó chị ơi. Ừ. nó bể cái ruột thôi chứ cái vụ kia nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu, là hai con tù khác nhau mà đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Thôi không, vui không? Rồi giờ đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái à? Dạ hai bạn gái hết rồi. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, cũng tiền nuôi hơi khó khăn con cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần. Tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mên hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ, dạ lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Dạ. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con khẩm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Ủa, sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn. Rồi con phải nghỉ làm. Có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi hả? Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi, con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3 4 tháng cái mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đó phải không? Dạ. Trời sao xui dữ không biết nữa. À quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ. Đúng, cho bây giờ cho, bỏ tụi nó cho nó chết luôn á, sao mà. Đúng không? Thôi nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bị cực rồi đó. Dạ, đúng giờ tới hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ mà cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng này. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ giờ thì cũng đỡ ổn, tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. À. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Ừ. Nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ dạy trường mầm non. Vậy hả? Mầm non. Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần dẫn lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị đáng ơi. Lý là thiệt cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia cưng đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lùi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, đó. Có không? Phải có tật xấu gì không? Chung mà vợ cũng có tật xấu, phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu á. Không phải tay yếu này, còn cái này là cứ đồ về là dục rồi đó. Rồi ai dọn? Chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó thấy không? Bừa bộn. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có càm ràm bá không? Không. Có vừa làm vừa nói không á? Cũng ít rồi.
À, không đáng kể. Về làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Ừ. Rồi ở nhà cũng, chăm cũng không còn sức để nói nữa, thì đã mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Rồi ở nhà hai đứa, hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? À, chung em chăm nhiều nhất. Ừ. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay cái quên lắm cô. Hay quên hả? Ừ. Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa cơ, bỏ luôn. Nó gặp vợ chồng gì ông chồng nó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên. Là nhớ đúng. Hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng. Ừ đó vậy đó. Bà có gì không? Hay quên mà cứ nghĩ quên là quên luôn á. Nhiều dồi lắm. Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại mất tập trung á. À, con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Ừ. Thấy vậy thì thôi kệ, làm cho ảnh rồi chứ. Con quên cái con đang làm đúng không? Ừ đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính là trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng. Ừ, rồi thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé này thật thà quá. Ừ. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, cô mà thà thiệt. Cô mà đến một khóc lắm, cô nói con ơi cho cô mượn tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Ừ. Thế này có bị ăn hiếp không? Có. Dễ quá rồi đúng không? Thì hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kiểu trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Rồi những lúc vậy thì sao? Ở vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng không giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á, thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á, thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó là bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn tối ngày đem ly trà sữa về luôn. Năm nay 11. À, đứa nhỏ nhiêu? Dạ, năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, dạ. Con lành rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Nói chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Ừ. Thứ hai là ví dụ mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Nó là quá nặng luôn. Cái đó là quá luôn. Nó là hết thuốc rồi. Nó để cho chồng giữ luôn. Tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng. Nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Ừ. Mà cái đó vậy là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là hỏi chứ anh em lấy giùm anh cái này nghe. Ly nước. À, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn. Nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi. Mà chồng nó chưa hề có ly nước. Em lấy rồi. Vậy đó. Mà có cái mình nhiều lúc luôn nhớ mình đúng. Con sợ hay quên gì á. Nhiều lúc con cài báo thức biết. Tới giờ là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á, là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm cô. Tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, cái dòng mà đang ngủ mà 5 thức báo một lần, 3 thức không là khẩu ngủ. Nặng quá trời chuyện cần nhớ, thành ra là cứ 5 phút nó báo. Không trép luôn á thiệt. Mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á. Dạ. Chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung nó bật lên. Làm cái gì? Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa? Không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó cô. Đó. Cũng có đợt nó đi Đà Lạt. Cũng bị mất cái điện sao? Thoại đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Không nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói, anh ơi, điện thoại em đâu? Ồ, điện thoại em bỏ túi đâu, kiếm cuối cùng có, quay lại gần tiếng rưỡi
Vị trí đó đi tiếng rưỡi nó chạy tiếng rưỡi con chạy hoành lại. Lúc đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát họ mới chặt nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu khui đi. Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính. Cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi à. Có la em không? Thì anh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Để lại em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh ảnh chịu với vậy. Cho nên ảnh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Thế với lại con cũng biết nhiều cho con, dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội anh la lên thôi. Mỗi đúng lần cái chuyện đó coi như con lỡ tay. Dạ. Em lỡ tay rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán á? Có lúc nói sâu không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán á? Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu, mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha, rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác, tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu như ờ đó. Có những người như vậy đó con, họ họ lành tính quá đi, thành ra là bây giờ theo cô á là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi, còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình, mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ. Cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa. Đúng, càng lúng quýnh lên, mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào, thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một hay một cái vũ khí gì đó, không, cái này là có thiệt nha, có nghĩa là vô tình thôi, em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó em không kiềm chế được, em la lên một cái cổ có bất ngờ quýnh quán, thì những cái vật mà cổ cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn, thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải. Chị có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài á, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh không biết làm một cái gì cả đó. Thì đó, ví dụ như rơi chẳng hạn, như mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy, hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn. Đúng rồi, vậy cái hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó, tội nghiệp em, hiểu không? Em phải đồng thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, không cho cầm dao. Không phải, thí dụ thì bếp là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà không? Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không cần cái kim bếp. Cái kim bà giá đồ sáng vô tay, ôi trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách, một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy á, bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc, đúng đó em, và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt, tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. Cũng qua chương trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình, cố gắng thương vợ nhiều hơn, nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á, nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á, khóc mấy lần rồi đó. Đó, với lại là qua những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn á, nó đã đến rồi đó chứ không phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em nó phải khóc biết bao nhiêu, phải đau lòng nữa, sợ dữ lắm. Cho nên khi đã trải qua rồi mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử, còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi.
Rồi thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ con cảm ơn. Nhớ lời của Dặn nha. Nha. Nhớ nha. Thứ 8 rồi đúng dạ, rồi. Dạ lớn rồi. 1m8 với 1m5 nha chưa. Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách đi. Có mái nhà rồi. Tại vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói gì nè. Đó là nghe là mà đứng kế bên. Ha, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Nghe, lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thới lai. Và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Rồi, xin chào.